Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 50-51, bài 3 có học mới hay. Từ đánh giá, A lớn đọc và làm bài tập. Buổi sớm ở Mường Đồng. Đầu tiên là tiếng gà cất bài kèn lanh lảnh, rồi tiếng trâu bì bõm lội vũng nước đi mưa. Rồi tiếng chày gọi thưa sớm trên, truyền sớm dưới, bầy vịt ào xuống suối, chân bơi và mỏ cua. Tiếng chim rừng chao chát, vén màn sương đục mờ, vạn vật đều náo động, sau giấc ngủ say sưa. Em dậy từ bao giờ? Đang xăm xăm vác nước, con chim rừng vừa mắt, em dậy từ tinh mơ. Em đã đi tập kiếm chuẩn bị hội đồng diễn, em đã ôn lại bài thi học kỳ nay mai. Gà trống chẳng biết gì, cứ gân cổ mà gáy, mình dậy sớm nhất mường, gà cũng thua em đấy. Vân Lâm. Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ. Trong bài thơ có từ Mường Đồng, đây là xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tiếp theo, các em trả lời câu hỏi 1. Âm thanh nào vào buổi sáng cho biết người trong mường đã dậy làm việc? Tìm ý đúng. A. Tiếng gà cất bài kèn lanh lảnh. B. Tiếng trâu lội vũng nước mưa đêm bì bõm. C. Tiếng chày giã gạo khắp sớm trên sớm dưới. D. Tiếng chim rừng vén màn sương đục mờ. Như vậy, âm thanh vào buổi sáng cho biết người trong mường đã dậy làm việc, đó là tiếng chày giã gạo khắp sớm trên sớm dưới. Như vậy câu 1 các em phân tròn C. 2. Vì sao bạn nhỏ chứng kiến được tất cả quang cảnh buổi sớm ở Mường Đồng? Tìm ý đúng. A. Vì bạn nhỏ dậy từ rất sớm. Vì bạn nhỏ nghe thấy tiếng gà gáy. Vì bạn nhỏ nghe thấy tiếng chim rừng hót. Vì bạn nhỏ nghe thấy tiếng mọi người gọi nhau. Như vậy bạn nhỏ chứng kiến được tất cả quang cảnh buổi sớm ở Mường Đồng vì bạn nhỏ dậy từ rất sớm. Như vậy câu 2 các em khoanh tròn A. Câu 3, những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất chăm chỉ? Tìm các ý đúng. A. Bạn nhỏ giúp gia đình vác nước. B. Bạn nhỏ giúp gia đình giã gạo nấu cơm. C. Bạn nhỏ ôn lại bài chuẩn bị cho kỳ thi. D. Bạn nhỏ tập kiếm chuẩn bị cho hội đồng diễn. Như vậy những chi tiết cho thấy bạn nhỏ rất chăm chỉ đó là bạn nhỏ giúp gia đình vác nước. Các em thanh tròn à. Rồi tiếp theo nữa là bạn nhỏ ôn lại bài chuẩn bị cho kỳ thi và bạn nhỏ tập kiếm chuẩn bị cho hội đồng diễn. Như vậy các em chọn các ý đúng là A, C và D. Câu 4, chọn từ ngữ thích hợp trong hoặc đơn để hoàn chỉnh các câu dưới đây. Bạn nhỏ trong bài thơ buổi sớm ở Mường Đồng là một học sinh chăm chỉ chăm học. Rồi mỗi buổi sáng bạn đều dậy sớm giúp cha mẹ thực hành làm một số công việc vừa sức và ôn tập, ôn luyện lại những bài tập đã học trước khi tới trường. Như vậy các em sẽ chọn một từ trong hoặc đơn để chúng ta hoàn chỉnh các câu. Như vậy, bạn nhỏ trong bài thơ buổi sớm ở Mường Đồng là một học sinh chăm chỉ. Ở đây có hai từ chăm chỉ và chăm học thì chúng ta chọn từ chăm chỉ. Mỗi buổi sáng bạn đều dậy sớm giúp mẹ làm một số công việc vừa sức và ôn tập lại những bài đã học trước khi tới trường. Tiếp theo câu 5, chọn một trong hai đề sau. A. Đó là viết đoạn văn kể về một buổi học thú vị của em. B. Là chúng ta viết đoạn văn giới thiệu một bài đọc em đã học ở trong bài 3. Thì đây cô ví dụ đề 1. Đó là chúng ta viết đoạn văn kể lại một buổi học thú vị của em.
Giờ em học thấy thú vị, đó chính là giờ hoạt động trải nghiệm với chủ đề an toàn giao thông. Trong tiết học đó em được tham gia nhận biết một số tín hiệu đèn giao thông thường gặp, nhận biết các hoạt động nên và không nên làm khi tham gia giao thông. Ngoài ra em còn được tham gia thực hành hoạt động nhà giao thông tài ba, đóng vai là những người tham gia giao thông trên đường. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.